lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm từ hôm nay ngày 25 tháng 5. Lãi suất huy động tại các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh từ hôm nay ngày 25 tháng 5 sau quyết định giảm loạt lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Vốn là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất hệ thống thời gian gần đây với mức 9,2% mỗi năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, An Bình Bank vừa công bố bảng lãi suất mới áp dụng từ hôm nay, cao nhất chỉ còn 8,5% mỗi năm. Mức lãi suất này áp dụng cho tiền gửi trực tuyến từ 18 tháng trở lên. Các kỳ hạn khác cũng đồng loạt giảm đưa lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng xuống còn 5% mỗi năm. Kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng dao động từ 7,8 đến 7,9% mỗi năm, kỳ hạn 12 tháng là 8,1% mỗi năm. Tương tự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông, OCB, lãi suất kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng hiện áp dụng từ 4,7 đến 4,9% mỗi năm. Kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng là 7,4 đến 7,6% mỗi năm, kỳ hạn 12 tháng chỉ còn 7,9% mỗi năm. Lãi suất cao nhất áp dụng tại OCB hiện là 8,5% mỗi năm khi gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng với số tiền từ 50 tỷ đồng. Tại nhóm ngân hàng khác như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ACB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Techcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Bacabank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt, Bảo Việt Bank, lãi suất các kỳ hạn ngắn cũng giảm mạnh từ 0,5 đến 0,7% mỗi năm. Theo đó, đối với kỳ hạn 3 tháng, ACB giảm lãi suất từ 4,8% mỗi năm xuống 4,1% mỗi năm. Techcombank giảm từ 5% mỗi năm xuống còn 4,7% mỗi năm, Bacabank giảm từ 5,5% xuống còn 4,9% mỗi năm. Bảo Việt Bank giảm từ 5,5% xuống còn 5%. Ngoài ra, lãi suất kỳ hạn này tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Eximbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, HDBank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân, NCB cũng đồng loạt giảm còn 5% mỗi năm. Đối với kỳ hạn 6 tháng, Techcombank điều chỉnh giảm lãi suất từ 7,3% mỗi năm xuống còn 7% mỗi năm. HDBank giảm từ 6,8% mỗi năm xuống 6,6% mỗi năm, Bảo Việt Bank giảm từ 7,8% xuống còn 7,5% mỗi năm. Ở nhóm các ngân hàng lớn Big 4, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank cùng giảm từ 5,1% mỗi năm xuống 4,6% mỗi năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV điều chỉnh giảm từ 5,1% mỗi năm xuống còn 5% mỗi năm. Ngoài ra, BIDV còn giảm tiếp lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 7,2% mỗi năm xuống còn 6,9% mỗi năm. Kỳ hạn 24 tháng giảm từ 7,2% mỗi năm xuống còn 6,8% mỗi năm. Hiện lãi suất cao nhất áp dụng tại nhóm ngân hàng này là 7,2% mỗi năm. Động thái trên diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định giảm loạt lãi suất điều hành vào chiều tối ngày 23 tháng 5 và áp dụng chính thức từ hôm nay ngày 25 tháng 5. Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 6% mỗi năm xuống 5,5% mỗi năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5% mỗi năm xuống 5% mỗi năm. Lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5% mỗi năm. Cùng với đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5% mỗi năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5% mỗi năm xuống 5% mỗi năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 6% mỗi năm xuống 5,5% mỗi năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường. Đối với lãi suất cho vay, Agribank mới đây đã công bố giảm lãi suất cho vay lần thứ 5 liên tiếp, áp dụng từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023. Trong đợt này, Agribank tiếp tục giảm 0,5% mỗi năm lãi suất cho vay đối với dư nợ trung dài hạn hiện hữu của khách hàng. Ước tính sẽ có khoảng 2 triệu khách hàng được hỗ trợ với tổng số tiền được giảm theo chương trình này là hơn 1.000 tỷ đồng. Đối với tín dụng ngắn hạn, Agribank cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất, mức thấp nhất chỉ từ 4,5% mỗi năm tùy theo kỳ hạn vay và đối tượng vay vốn. Vietcombank cũng triển khai giảm tới 0,5% mỗi năm lãi suất cho vay Việt Nam đồng cho toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với thời gian áp dụng trong 3 tháng, từ mùng 1 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023. Chương trình không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá, thầu chi. Ước tính sẽ có hơn 600.000 tỷ đồng dư nợ của Vietcombank với khoảng 110.000 khách hàng được giảm tiếp lãi suất cho vay trong đợt này. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết trong sáng nay, ngày 25 tháng 5 sẽ tổ chức cuộc họp, mời các tổng giám đốc ngân hàng thương mại tham dự bàn về vấn đề triển khai việc giảm lãi suất cho vay.